Xin chào quý khán giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay PMAS sẽ cho... Dạ, đây em mới vừa. Đây, giới thiệu các bạn, đầu bếp Hoàng Xin. Ủa đi đâu vậy Xin? Tặng quà. Ủa tự nhiên tặng tiêu. Mới đi Phú Quốc về. Ủa vậy hả? Hôm nay chúng ta sẽ làm một món để ăn cơm. Nó là một món mặn. Mình sẽ làm một món đặc sản mà Xin vừa mới học ở Phú Quốc sau khi đi chơi về luôn. Ủa hay vậy? Món gì vậy? Bình thường là mình sẽ ăn những cái món là kho đúng không cho mặn. Còn Phú Quốc người ta gọi cái món này là món mực thì nó vẫn giống như kho vậy đó. Mực tươi, xong người ta sẽ lấy chả cá nè, thịt heo, người ta xay lên làm cái nhân, nhét vào con mực. Và người ta sẽ ghim với lại là đường, nước mắm và tiêu xanh, sánh sệt kẹo lại mặn mặn ngọt ngọt, cắt ra ăn chung với cơm trắng, trời một ít rau sống nữa. Ôi, mới vừa tả thôi mà Bi tưởng tượng không biết quý khán giả nhà như thế nào, nhưng mà Bi có thể tưởng tượng được cái món nó rim mà nó kích thích, nó bắt cơm. Làm liền đi. Rồi, bây giờ á, đầu tiên á là xin sẽ chọn cái phần nhân. Rồi, nhân. Bi á là sẽ làm cái phần tiêu. Bi tách ra từng hạt tiêu cho xin khoảng 2 nhánh tiêu ha. Thịt này á, vì nhớ là chúng ta mua cái phần thịt ba chỉ hay là cái phần thịt có lẫn mỡ, để khi chúng ta dồn vào con mực á, cái phần nhân bên trong không có bị khô. À. Rồi, đối với món này thì sẽ rất là đậm đà. Cho nên đầu tiên xin sẽ nêm nếm vào đây. 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 xíu đường. Bởi vì chúng ta nêm sẽ rất là nhẹ nhàng thôi, bởi vì một lát chúng ta sẽ làm cái phần sốt ở bên ngoài và chúng ta rim cho nó thấm từ từ vào. Xin sẽ có thêm một chút xíu nước mắm cho thơm. Ở đây xin sẽ có một chút xíu tỏi nha. Mình sẽ chừa lại một ít để chút mình làm cái sốt. Hành tím xin cũng sẽ lấy phần nữa. Và nguyên liệu cuối cùng là tiêu xanh, xin nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi. Cái phần nhân này đã xong ha. Bi một con. À ok. Xin một con, chúng ta sẽ cho cái phần nhân này vào. Cái phần mực này nè, sau khi mà chúng ta cho phần nhân vào thì chúng ta sẽ dùng tăm hoặc là que xiên để chúng ta mai cái lằn này lại. Tại vì khi mà chúng ta nấu á, cái mực nó sẽ chín và nó co lại, thì nếu mà chúng ta không mai cái đầu này lại, cái phần thịt sẽ bị lòi ra ngoài ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi và để làm cái phần nước màu ha. Đầu tiên á thì xin sẽ cho một ít dầu ăn vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho khoảng nửa muỗng canh đường vào đây. Và chúng ta chụm lửa riu riu như vậy nè, cho đường từ từ tan ra. À. Và bây giờ Bi thấy cái phần đường chúng ta đã chảy ra, đổi màu. Đúng và rồi. Sủi bọt lên. Với cái màu như là đẹp rồi, đối với các món kho. Rồi đúng chúng rồi. Ta sẽ cho cái phần tỏi nè. Và hành tím vào. Lúc này chúng ta nên giảm nhỏ lửa lại. Đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ cái màu đã rất là đẹp rồi. Thì chúng ta khoan hãy cho nước mắm và gia vị vào. Bởi vì chúng ta cho gia vị vào thì đường sẽ khét và đen lên ngay. Chúng ta sẽ cho một miếng nước vào trước. Ta mở lửa lên. Và bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm vào cái phần nước sốt chúng ta ha. 2/3 muỗng canh hạt nêm. Cái món này á là cái vị rất là đậm đà, mặn nè, ngọt nè. Xin sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng canh. 1 muỗng canh đường. Rồi. Đầu tiên á là mình sẽ cho một cái muỗng thịt băm trước. Chúng ta sẽ khuấy ra để đảm bảo cái nước sốt chúng ta sau khi thành phẩm nó có lợn cợn cái phần thịt, ăn rất là ngon. Chúng ta sẽ thả con mực vào. Và bây giờ chúng ta sẽ rim cái phần mực này với lửa riu riu từ 15 cho tới 20 phút là mực sẽ chín và thấm đẫm gia vị. Bước cuối cùng thì Bi và quý vị khán giả cho xin thêm nửa muỗng canh nước mắm nữa để dậy mùi. Đối với tất cả các món ăn mà sử dụng nước mắm thì chúng ta nên cho sau cùng để giữ lại được hương vị truyền thống của nước mắm ha. Và bây giờ thì Xin và Bi sẽ đi dọn bàn ăn và đợi cái món này chín để xem món này nó lạ và ngon như thế nào nha. Giờ ăn đến rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cần có một miếng cơm. Cái món này ăn ngon á thì Bi sẽ tự lấy một miếng mực, chấm một miếng sốt,
rồi kèm một miếng rau thơm nữa, ăn chung coi như thế nào ha. Thật sự á, Gà Bi rất thích ăn những cái món mà nó nghiêng nghiêng như hơi miền Trung á. Miền Trung người ta thường á là hay có những món riêng. Đúng rồi. Và làm nước màu từ đường. Thì Bi rất là thích ăn những cái món này. Mà thêm cái vị của nó cũng rất là đậm đà nữa. Đúng rồi, rất là kích thích cũng như là dễ ăn nữa. Mực rất là tươi, rất là giòn. Khi mình cắn vô thì thịt ở trong và cái chả cá đó, nó dai, nó ngọt, kèm với một chút xíu mùi thơm của tiêu nữa. Ôi thật, cái món này chắc là bắt cơm lắm đây nếu mà quý vị khán giả nhà chúng ta thực hiện món này. Cảm ơn Xin đã hướng dẫn cho Bi và khán giả biết được thêm một cái món ăn rất là ngon, đó chính là món mực Phú Quốc. Dạ. Yeah. Và bây giờ Bimas và Hoàng Xin xin chào và hẹn gặp lại. Cái cách mà để chúng ta dồn mực cho dễ á, đầu tiên á là chúng ta sẽ cắt một chút xíu để cho cái phần này nó thoát khí ra nè. Đúng rồi.